Chào các bác nhá. Trước mặt các bác đó là cái vỏ hộp giấy bao bì của dòng loa bẫy chim phiên bản mới nhất, dòng loa Winlinda VKE898/2018 các bác nhá. Hôm trước tôi có clip giới thiệu chi tiết về cái loa này rồi, nhưng mà còn một số điểm nữa cần các bác chưa biết dùng cần phải chú ý, thì tôi làm một clip nhanh này một chút để giới thiệu những cái điểm cơ bản để cho các bác nắm được về cái dòng loa này nhá. Đây là phần thân loa các bác nhé. Phần thân loa này các bác lưu ý kỹ giúp tôi nhé. Loa này nó là dòng loa Winlinda VKE898 phiên bản mới nhất, phiên bản 2018 các bác nhé. Dòng loa bẫy chim điều khiển từ xa. Cái này là vỏ của nó là bằng nhựa này, vỏ bằng nhựa màu xanh rèn di bồ đội nhé các bác nhé, màu xanh rèn di truyền thống ấy. Lúc mới ra cái dòng loa này nó có cái màu xanh nè, xanh đẹp, nó rất là xấu anh em chê, nhưng mà thời gian gần đây là shop đã đặt được hàng màu xanh rèn di truyền thống đẹp phong cách nha các bác nhé. Đối với cái dòng loa bẫy chim mà có chữ gọi là E898 thì các bác cũng đã gặp rất là nhiều. Đó, shop cũng bán rất là nhiều mẫu, nhưng một số các bác cũng chưa nắm kỹ được là có những cái mẫu nào. Thì tôi xin giải thích với các bác luôn, đó là có nhiều kiểu lắm. Đó là đầu tiên là cái mẫu ZI898 nha các bác nhé. Cái mẫu ZI898 thì có hai loại, một loại điện 5V, một loại điện 10V, có nghĩa là điện sạc cho nó đấy. Thì hai dòng đấy thì qua thời gian thực tế dùng nó không ổn định bằng. Thế còn cái dòng này là cái dòng đời mới nhất, dùng nó ổn định hơn. Qua thời gian thực tế anh em đã dùng đã chứng minh rồi. Và cái dòng loa này ấy, là dòng loa chuyên nghiệp cho bẫy chim. Nó có những cái ưu điểm riêng giống với dòng loa cao cấp Q92. Thì tôi giới thiệu cụ thể với các bác nhé. Đây, loa này là loa VKE898 phiên bản 2018. Giá của nó là sẽ đắt hơn với cái dòng loa ZI. Thế nhiều khi shop báo giá này các bác bảo sao loa 898 mà bên shop bán đắt thế, thì các bác lưu ý kỹ là đây là dòng loa VKE898 nhé. Đối với dòng loa này cơ bản thì các bác đã nắm được rồi. Sau này tôi đã cắm thẻ nhớ sẵn lên rồi nhé. Đối dòng loa này tôi giải thích sơ cho các bác, đối với cái loa này ấy, nó chỉ khác với cái dòng loa kia ở cái chỗ là khác nhau ở cái chỗ lập trình của nó, rất lập trình của nó, và khác nhau ở cái dung lượng pin. Dung lượng pin của loa này sẽ được lâu hơn. Còn về lập trình của nó nhé, đối với loa này thì các bác bắt đầu bật nguồn lên là loa nó sẽ chưa hát mà nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng để cho các bác điều chỉnh ở số âm lượng này, điều chỉnh số bài này làm sao cho hợp lý nhất, thì các bác bấm nút vào đây thì loa nó mới hát nhé. Đây là tay điều khiển của nó, và dòng loa này có cái chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển các bác nhé, tắt nguồn trên tay điều khiển từ xa. Để thực hiện được cái chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển từ xa thì các bác phải bật cái nguồn nút nguồn ở trên loa trước nha các bác nhé. Các bác phải bật nút nguồn trên loa trước. Thế còn cái nút nguồn trên loa này, cái nút bên có chữ vô này này, on F này, các bác bật sang phía on, bên phía dấu cộng ấy. Đấy, tạch vào cái này. Đấy, cái loa sẽ hoạt động và nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng, nằm ở chế độ tạm dừng nhé. Các bác muốn nó chạy thì các bác bấm vào nút play thì nó sẽ chạy. Và khi nó chạy ấy, thì nó sẽ phát cho các bác duy nhất một bài, có nghĩa là mặc định của nó đã lập lại một bài. Đấy, nó giống cái dòng loa chuyên nghiệp cho anh em bẫy chim nhé, để cho các bác không bị chuyển mất file hết cái bài này, tự động nó lập lại từ đầu cho các bác nhé. Cho dù cái bài của các bác thời gian dài bao nhiêu, nó không bị cái tình trạng là các bác đang đánh gà mà lại bị chuyển mất sang cái bài file trồn thì rất là không thể chơi được. Theo cái dòng loa này đảm bảo cho các bác là mặc định của nó là sẽ chạy duy nhất một bài nhé. Đến đây, khi bật lên là bật chế độ play, các bác muốn nó chạy các bác bấm vào nút play thế thôi này. Đấy. Thế còn trên tay điều khiển này, các nút thì sẽ có tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt cụ thể cho các bác nhé. Đây các bác để ý này,
đang đếm vào giây thứ 7, 8 này, 10 này, 11 này, 12, 13, 14, 15 này, 16 này, 17. Bài này nó có 17 giây. Nó lại quay lại từ giây đầu tiên đấy, các bạn thấy không? Tôi quay lại đếm lại nhé. Tôi quay lại đếm lại. Thì có nghĩa là nó sẽ tự động lập lại cho các bác, không bị chuyển sang bài khác nhé. Đây 14 này, đây lập lại từ giây đầu tiên này. Rồi đấy, quay lại lập lại từ giây đầu tiên. Đấy. Thế còn các bác mà muốn nó không lập lại nữa, không lập lại nữa thì các bác ở trên tay điều khiển ấy, các bác bấm vào nút C này. Có nghĩa là nút này nó sẽ chuyển sang chế độ là vớt tất cả các bài có trong thẻ nhớ. Đây các bạn ấn nút C. Đấy, trên loa hiện lên chữ A và hai chữ N cao như vậy thì loa nó sẽ tự động vớt sang bài khác nhé. Đấy, nó sẽ vớt sang bài khác. Có nghĩa là hết bài này nó tự động vớt sang bài khác. Cho đa phần các bác đánh chim thì các bác cần ở chế độ là chạy một bài duy nhất. Đấy, chạy một bài duy nhất. Đây ví dụ như là tiếng cục cu này, nó chỉ có mấy giây thôi, nó có mấy giây rồi nhá, là tự động nó quay lại cho các bác này. Khi đấy là các bác muốn nó chuyển ra bài khác ấy, thì các bác bấm nút C nhá. Thế còn trường hợp mà khi trên tay điều khiển các bác không có tác dụng hoặc không có tay điều khiển, các bác muốn tự nó vớt bài thì các bác ấn giữ nút vào đây này, trên loa này, này. Ấn giữ nhá, ấn giữ này. Đấy. Thì nó sẽ tự động vớt sang bài khác cho các bác này. Đây tự động vớt sang bài khác này. Đấy, tự động vớt bài khác. Đây các bác ấn giữ một lần nữa. Nó lại lên chữ 1. Thì nó lại quay lại chế độ lặp lại một bài nhá. Quay lại chế độ lặp lại một bài. Đấy. Cái này tôi chỉ lưu ý cho các bác, khi các bác dùng file trong thẻ nhớ thì các bác để cái nút echo này về bên dấu trừ hết cỡ nhá, về bên dấu trừ hết cỡ. Còn các bác tăng lên bên dấu cộng ấy, thì nó sẽ có cái độ ngân của file, thì cái tiếng lúc này nó sẽ không thật nữa nhá. Các bác để bên dấu trừ hết cỡ. Thế đặc biệt cái loa này là có chức năng tắt nguồn từ xa, tắt nguồn từ xa trên tay điều khiển các bác nhá, tắt nguồn từ xa trên tay điều khiển. Đấy. Đây là cái loa đang hoạt động này nhé. Các bác muốn tắt được nguồn đó nhé, các bác muốn tắt nguồn đó thì các bác ấn này và giữ nút play ở trên tay điều khiển chừng 5 giây là cái loa sẽ tắt nguồn nhé. Tôi sẽ thao tác thử cho các bác xem. Đây là chạy này. Đây, ấn giữ này để tắt nguồn này. Đấy các bác thấy nhé. Thì trong quá trình chờ đợi bổi về thì các bác có thể tiến hành tắt nguồn đi để cho đỡ hao pin nhé. Thế khi các bác mở lại thì các bác lại tiếp tục ấn và giữ nút vào đây thì loa tự động sẽ mở lại và nó phát tiếp tục cái file đang phát dở luôn các bác nhé, rất là tiện lợi, phát tiếp tục cái file đang phát dở luôn này. Ấn là giữ tiếp này. Đấy. Nó sẽ phát luôn cái file vừa lấy và các bác không cần phải can thiệp thêm một điều gì nữa nhé. Đấy. Thì đối với dòng loa này, nó gọi là dòng loa mồi chim điều khiển từ xa, giá trung bình đấy, giá nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Còn các bác alo trực tiếp đi để nhận được cái giá tốt nhất tại thời điểm các bác gọi, tại vì giá nó sẽ có thay đổi theo thời điểm, phụ thuộc vào cái giá trị của tiền chung nữa nhé các bác nhé. Cái mẫu này là mẫu bằng nhựa rèn di, giá bình dân, giá bình dân các bác nhé, ổn định nhất trong những cái dòng loa bằng nhựa, thì nó sẽ đắt hơn cái loại mà ZI898 5V hay 10V ấy, 230.000 hoặc là 50.000. Thì các bác không nên đắn đo nhiều, hãy đầu tư thêm một chút để nhận được cái sản phẩm ưng ý hơn, ổn định hơn nhé. Dòng loa này nó là dòng loa chuyên nghiệp VKE898. Đấy. Thời gian dùng pin của nó sẽ lâu hơn. Rồi mọi thông tin cần tư vấn đặt hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nhé. Rồi xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé.